Thầy hiệu trưởng rất quan tâm đến hạnh phúc của các bạn học sinh, nên đã yêu cầu tôi chia sẻ về đề tài yêu thương để hạnh phúc. Đối với các bạn trẻ đó, cơ hội trải nghiệm hạnh phúc là rất nhiều, vì các bạn chưa phải lập nghiệp mưu sinh vất vả như cha mẹ của mình. Tuy vậy, nếu không biết cách thì những cơ hội trải nghiệm hạnh phúc đó có thể vượt thoát khỏi tầm tay của các bạn. Do đó, muốn được hạnh phúc thì các bạn phải biết kỹ năng để đạt được nó. Hạnh phúc á, có ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là hạnh phúc giác quan. Như các bạn đi du lịch, xem phim, thưởng thức các mẫu thời trang và những cái sản phẩm bắt mắt, dẫn đến sự hài lòng. Thì hạnh phúc này đó có nền tảng là các đối tượng bao gồm con người, sự vật, sự việc được chúng ta hài lòng và như ý. Và hạnh phúc đó đó, nó chỉ tồn tại ở trong phản ứng của não chúng ta trong vòng mười mấy giây thôi. Ở cấp độ thứ hai, hạnh phúc là sự làm chủ phản ứng cảm xúc và phản ứng thái độ. Mà ở tuổi teen và tuổi đang lớn đó, các bạn đang có những cái thay đổi tâm sinh lý, mà đôi lúc các bạn đặt ra câu hỏi: tại sao mẹ tôi không hiểu tôi, ba tôi áp đặt tôi? Tôi như là một người đang sống trong một cái thế giới rất là xa lạ với người thân ruột thịt của mình, mà tôi đã từng rất thương kính bởi sự chăm sóc, thương yêu, hy sinh của mẹ và cha. Thì những cái thay đổi tâm sinh lý đó, nếu các bạn không đặt mình vào cái sự tương quan với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, các bạn sẽ nghĩ rằng là tôi có cần. Và điều đó đó, nó tạo ra cái phản cảm xúc không hài lòng và khổ đau. Cho nên làm chủ phản ứng cảm xúc là một kỹ năng sống rất quan trọng để đặt hạnh phúc trong tương quan với người khác, chứ không phải là tương quan với chính mình. Và ở cấp độ thứ ba, thuật ngữ Phật học gọi đó là Nibbana trong tiếng Pali, hay là Nirvana trong tiếng Sanskrit, tạm dịch là hạnh phúc không bị điều kiện chi phối. Hạnh phúc giác quan bị điều kiện chi phối. Khi các bạn đi tham quan cảnh đẹp, các bạn hạnh phúc, không có cơ hội tham quan các bạn bị khổ hoặc không còn vui nữa. Thì hạnh phúc niết bàn đó được xem là sự hoàn thiện trọn vẹn của việc chúng ta làm chủ thái độ, cảm xúc, hành vi, lối sống và trở thành người hoàn thiện về trí tuệ, đạo đức và nhân cách. Còn trong buổi sáng hôm nay đó, thì thầy chia sẻ với các bạn các sống được hạnh phúc bằng sự yêu thương thôi. Để yêu thương như một kỹ năng của hạnh phúc đó, thì các bạn nhớ có bốn yếu tố. Thứ nhất là hiểu người mình thương, người mình kính, người mình mến và quý. Thứ hai đó là từ cái nền tảng hiểu đó chúng ta đạt được sự cảm thông. Thứ ba, đồng hành với những lúc vui hay buồn của người mình thương. Và thứ tư là chia sẻ, tức là thể hiện
các quan tâm cụ thể bằng các hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho người mình thương yêu. Và dĩ nhiên ở đây cái nội hàm của yêu thương đó, nó không phải là mối quan hệ tình yêu nam nữ, trai gái hay là vợ chồng, mà thầy dùng với một cái khái niệm nó rộng hơn, đó là một cái tình cảm cao quý. Trong tiếng Anh đó, thì cái việc yêu giữa một cặp tình nhân hay là vợ và chồng cũng dùng là love với tư cách là một động từ và danh từ. Cha mẹ thương con cũng là love. Con thương kính cha mẹ cũng dùng động từ love. Ông bà thương con, thương cháu cũng là love. Và cộng đồng Việt Nam ở miền Bắc có thói quen dịch chữ love đó là yêu. Cha yêu con, ông yêu cháu. Cái khái niệm yêu đó không chuẩn trong tiếng Việt. Tiếng Việt chúng ta có rất nhiều các động từ để mô tả các cái cấp độ cảm xúc trong cái tương quan giữa người sử dụng cái động từ đó với người được quan tâm bởi động từ đó. Cha mẹ thì không thể nói là yêu con, vì yêu nó thuộc về tình trai gái, cho nên cha mẹ là thương con. Còn ông bà đó là thương mến con. Bạn bè là quý mến nhau. Còn khi mà nói ở một cái phạm vi chung chung, ta nói là yêu thương nhau. Hoàn toàn nó vượt lên trên cái tình yêu giới tính. Thì sau đây đó là 6 kỹ năng yêu thương để chúng ta tạo dựng hạnh phúc cho nhau. Thứ nhất, yêu thương bản thân. Đặt ra tình trạng phải yêu thương chính mình, có nhiều bạn sẽ nghĩ dư thừa. Thầy đang nói yêu thương theo nghĩa tích cực đó. Để thương yêu chính mình, yếu tố quan trọng bậc nhất là các bạn phải biết chấp nhận chính mình. Chấp nhận chính mình một cách tích cực đó, thì các bạn phải nhận diện ra đâu là mặt ưu điểm, đâu là mặt khuyết điểm của bản thân. Khuyết điểm thì nó có 2. Thứ nhất là thể hình, thứ hai đó là cá tính. Về thể hình đó, thì người Việt Nam chúng ta chưa chú trọng, đặc biệt là cha mẹ thử cho con em mình cái cơ hội giải phẫu thẩm mỹ như ở tại Hàn Quốc. Các bậc cha mẹ cho con của họ đó 14 tuổi trở lên là giải phẫu thẩm mỹ hết. Cho nên các bạn mà coi phim Hàn đó, thấy diễn viên điển trai hay là nữ diễn viên đẹp gái, không phải họ đẹp tự nhiên như người Việt Nam mình đâu, tất cả đều trải qua giải phẫu thẩm mỹ hết. Thế vậy, cái khuyết tật của cơ thể chúng ta có thể thay đổi được bằng giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng các yếu kém về cá tính và lối sống, nếu không thay đổi, các bạn rất khó có thể sống hạnh phúc bản thân. Và đặt mình trong tương quan với người thân và bạn bè cũng không thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Cho nên chấp nhận bản thân đây không nghĩa là cá tính tôi vậy nó chịu thôi. Có nhiều người nói nó ngang vậy đó, tức là mình không có thông cảm người khác được. Và mình xem mình như là cái tâm điểm, là bản lề, là hệ quy chiếu, là tầm quan trọng. Tất cả những người còn lại bao gồm cha mẹ và những người thân đều là vệ tinh hết. Thái độ sống đó Đức Phật gọi đó là chấp ngã. Mà chấp ngã là yếu tố làm cho chúng ta tạo ra khổ đau cho mình và khổ đau cho người. Cho nên quan trọng quá chính mình là tự tin quá mức, cái đó không tốt. Như vậy chấp nhận bản thân, trước nhất các bạn phải biết tự tin để phát huy các tiềm năng đang tiềm ẩn trong cơ thể của mình, trong nhận thức và lối sống của mình,
Nó giống như là cái búp sen trở thành hoa sen. Một cô bé trở thành là một người lớn, một cậu bé trở thành một người lớn trong tương lai, một học trò có thể trở thành là thầy cô giáo. Tiềm năng đó có khả năng trở thành hiện thực rất cao, nhưng mà đòi hỏi đến sự chăm sóc. Mỗi lần thầy đi các tỉnh, khi thầy bước xuống xe đó, nhiều anh chị tới hỏi thầy có phải thầy là thầy Dược Từ không. Thầy mới hỏi lại, ủa tôi giống thầy Dược Từ lắm à? Những người đó mới ngỡ ngàng đó, ồ hẹn gì thầy thấy giống giống như mà không phải. Thầy mới nói đùa đó, thầy Dược Từ cũng cao lắm, khoảng 1m7 lần hay 75 gì đó, tôi chỉ có gương mặt giống bổng thôi. Lý do là khoảng 5.000 video chia sẻ về các chủ đề của thầy đó, khi họ quay có nửa người mà người lùn như thầy, và người cao mà khi ngồi xuống nó không có khác biệt. Khác biệt khi chúng ta đứng lên thôi. Cho nên nhiều người thấy gương mặt giống giống, nhưng mà họ nghĩ rằng là ông Dược Từ phải cao lắm. Các bạn thấy là thầy không bao giờ thầy mang dép nâng gót. Thầy giữ nguyên cái chiều cao cha sanh mẹ đẻ của thầy, và không có xem đó là một mặc cảm tự ti gì hết trơn. Và đôi lúc cái lùn quá mức của thầy cũng là yếu tố để ta nhớ về thầy dễ hơn là những người khác. Đi đâu người ta cũng nhận diện ra được đó. Thì đây là một ví dụ về cái nhìn biết chấp nhận và biến cái yếu điểm của mình nó trở thành là điểm mạnh. Cho nên các bạn đừng có mặc cảm về cơ thể. Tôi mập quá, tôi ốm quá, tôi cao quá, tôi thấp quá, tôi có nhiều cái vết trên mặt không được đẹp. Thực ra đó là vì các bạn đang quan trọng hóa, cường điệu hóa. Đang khi quần chúng tiếp xúc các bạn, họ đâu có quan tâm đến điều nữa, không nhiều lắm đâu. Mà nếu có quan tâm cũng không sao, đó là có quyền tự do của họ. Còn chúng ta phải thấy rõ, khi mình quan tâm mình là quan tâm ở góc độ tôi có được hạnh phúc hay không. Như vậy phải biết hài lòng với chính mình, với cơ thể và với những gì mình đang có. Như vậy yêu thương bản thân là kỹ năng quan trọng nhất để các bạn xử lý các cảm xúc tiêu cực có thể phát sinh trong quá trình các bạn tương quan với người khác. Cho nên mong các bạn vẫy tay chào với mặc cảm tự ti, bao gồm mặc cảm tự ti về thân phận gia đình, mặc cảm tự ti về bản thân. Các bạn hãy sống một cách Đạo Phật gọi là chánh niệm, tức là làm chủ được cảm xúc, thái độ và các hành vi của chúng ta trong lúc đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, ở bất cứ nơi nào. Cái đó nó giúp cho các bạn thứ nhất là không bị rủi ro tai nạn giao thông, rủi ro tai nạn lao động. Nó làm cho các bạn cảm thấy rất vững chãi, rất tự tin. Nếu các bạn quan hệ với điều đó thì cho một tràng vỗ tay để cam kết nào. Điều hai, yêu thương gia đình. Gia đình á, thiêng liêng và gần gũi nhất là hai đấng sanh thành, mẹ và cha. Kế đến là các anh chị em ruột thịt. Trong văn hóa và lối sống của người Việt Nam á, các gia đình có ba thế hệ sống chung không phải là ít. Năm 2023 đó thì Việt Nam có GDP đó là 4.500 Mỹ kim một đầu người. Theo dự đoán của thầy, với tốc độ phát triển hiện nay đó, thì khoảng tầm 10 cho đến 15 năm sau, GDP của Việt Nam có thể lên đến 15.000 Mỹ kim một đầu người.
Và lúc đó đó chúng ta sẽ thoát nghèo bền vững, đúng nghĩa. Bây giờ mình mới ở mức là thu nhập trung bình thôi. Yêu thương gia đình, trước nhất chúng ta phải biết kính trọng và hiếu thảo với cha mẹ. Có ba ẩn dụ mà lần trước thầy có đề cập, nay thầy nhắc lại. Thứ nhất, Đức Phật nói hãy xem cha mẹ là hai thầy cô giáo đầu tiên trong đời của mình. Trước khi các bạn đến trường mẫu giáo vào năm 3 tuổi, ai dạy các bạn nói? Phần lớn là người mẹ. Ai dạy các bạn ăn? Phần lớn cũng người là mẹ. Ai dạy các bạn đi, đứng, ngồi, nằm? Cả cha lẫn mẹ. Và dĩ nhiên là cha mẹ không có dạy bài bản như là thầy cô giáo ở trên trường lớp, vì cha mẹ chúng ta không được đào tạo chuyên môn. Và ở Việt Nam á, kỹ năng làm cha mẹ chưa được quan tâm đúng mức. Dù sao đi nữa thì những hướng dẫn đầu đời đó đã làm cho cha mẹ của các bạn bất đắc dĩ trở thành thầy cô giáo. Và khắp nơi trên quả địa cầu này cũng vậy. Ẩn dụ thứ hai, cha mẹ như hai vị Phật trong nhà. Ở đây các bạn nào Phật tử thì các bạn á đánh giá là mình đã có xem cha mẹ, ứng xử với cha mẹ như hai Phật không? Hay là vào chùa thì mình kính Phật, về nhà cái là lâu lúc mà quát tháo, rồi giận tới giận lui, hờn dỗi tới hờn dỗi, rồi đôi lúc mà nó cọc cằn, nó thô lỗ, nó hỗn hào, rồi bỏ nhà đi. Và xem cha mẹ phải có trách nhiệm bổn phận lo cho mình tất tần tật từ A đến Z, còn mình thì không có bổn phận lại. Và có nhiều đứa con làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ khổ bởi những thói quen tiêu cực. Thầy đã có 5 lần giảng trong trại giam K20 Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre cho 1850 phạm nhân, và 5 lần giảng trong trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 120 cây số, cho 5500 phạm nhân. Thì lần đầu tiên vào trại giam K20 phát hiện ra có khoảng hơn 400 phạm nhân á ở tuổi vị thành niên. Giờ ở trại giam Phú Sơn 4 đấy thì cũng có vài trăm phạm nhân là vị thành niên, từ 12, 13 tuổi cho đến 15, 16 tuổi. Rất là sốc, rất tội nghiệp các cháu. Cái sự yêu thương giữa các cháu đó với gia đình, giữa gia đình với các cháu đó chưa được trọn vẹn, cho nên các cháu cảm thấy rất cô đơn ngay trong ngôi nhà của chính mình. Cho nên các cháu đã rời khỏi nhà đi bụi đời, rồi bị dụ dỗ, tập tành với bạn bè xấu, bị người lớn xúi dục tiêu cực, dấn thân vào con đường phạm pháp, mà phần lớn là tội phạm kinh tế, tức là trộm cắp, lừa đảo, hoặc là cướp giật. Rồi ở Phú Sơn 4 á, phần lớn gắn liền với con đường ma túy quốc gia và còn là siêu quốc gia. Như vậy để yêu thương gia đình á thì chúng ta phải thấy như là cha mẹ như hai vị Phật. Chúng ta vào chùa lại Phật như thế nào thì ở nhà chúng ta phải kính trọng cha mẹ như thế đó. Người Thái Lan á, ảnh hưởng từ Phật giáo, đến ngày sinh nhật của họ đó, họ tổ chức 2 ngày. Cái ngày sinh nhật chính á, thì họ bữa sáng á, là đi tới chợ mua tự tay mình những món mà cha mẹ được xem là món ruột thích ăn nhất, về tự tay mình nấu. Rồi mua áo quần mới cho cha mẹ, đấm bóp cha mẹ, lấy cái thau nước ấm khoảng chừng 35 độ rửa chân cha mẹ, lấy khăn ấm lau mặt cha mẹ và nói lời cảm ơn cha mẹ. Sau đó dẫn cha mẹ đi chùa, dành một cái khoản tiền cá nhân của mình đưa cho cha mẹ để cha mẹ làm phúc, và tất cả những việc đó để cầu phúc hồi hướng công đức cho cha mẹ. Vì nếu không có cha mẹ không có mình.
Chúng ta thử hình dung nếu mình không sinh ra từ gia đình một con người mà từ một con động vật nào đó thì cái cuộc đời đó khổ biết chừng nào. Và ngày thứ hai đó mới là cái ngày dành cho người đang tổ chức sinh nhật. Họ chỉ mời một nhóm bạn bè nhỏ thôi. Văn hóa này là sự biết ơn cha mẹ, xem cha mẹ như là Phật. Ẩn dụ thứ ba, Đức Phật dạy hãy xem cha mẹ như Thượng Đế hay là như Đấng Chúa Trời. Thuật ngữ của Đức Phật dùng ở trong kinh đó là Brahma, cái từ mà người Ấn Độ gọi là Thiên Chúa hay là Đấng Chúa Trời, Đấng tạo dựng. Các bạn nào theo đạo Do Thái, đạo Công giáo, đạo Tin Lành, Hồi giáo, Nho giáo, Lão giáo, tức là các tôn giáo nhất thần và đa thần, thì đều phải thờ chung Thượng Đế. Khái niệm Thượng Đế đó là khác nhau. Và Đức Phật kêu gọi những người con đó hãy xem và phụng thờ cha mẹ như là Đấng Chúa Trời. Ẩn dụ thứ tư, Đức Phật kêu gọi hãy tôn thờ cha mẹ như là thờ thần lửa. Thì trong nền văn hóa Ba Tư, ngày nay là nước Iran, và ảnh hưởng đến Ấn Độ cổ đại đó, thì ở nhà nào ta cũng thờ thần lửa. Và thần lửa được xem là hóa thân của Thượng Đế, gắn liền với sự sống, bếp núc, là sự ấm áp. Sự sống mà không có lửa thì giống như thời kỳ nguyên thủy đó, tuổi thọ không cao, và con người rất là dễ rủi ro bởi rất nhiều bệnh tật do thiếu lửa. Như vậy bốn ẩn dụ đó, Đức Phật rất đề cao cha mẹ với sự hy sinh, với trách nhiệm. Dĩ nhiên cũng có những cha mẹ thờ ơ do quá nghèo, do thiếu kiến thức, do thiếu kỹ năng, cho nên rất thương các con của mình nhưng thể hiện chưa đúng cách. Có thể có cha mẹ quát tháo, rồi thượng cắn chân, hạ cắn tay, cho đó có. Nhưng mà đừng vì những điều đó mà chúng ta bất kính với cha mẹ. Chúng ta tìm cách để thay đổi cái thói quen tiêu cực của cha mẹ. Còn cái công sanh thành dưỡng dục đó là không thể nào sánh bì. Cha mẹ ứng xử sai cách, cha mẹ có lỗi, chúng ta đừng vì cái lỗi đó mà bất hiếu, bất kính với cha mẹ. Tất cả mọi thứ đều có giải pháp. Nếu các bạn chưa đủ sức để giúp cho cha mẹ mình thay đổi những thói quen tiêu cực, chúng ta nhờ thầy cô giáo, nhờ những người lớn có tầm ảnh hưởng với cha mẹ của mình để từ từ tháo mở đó. Thế vậy cái tương quan yêu thương trong gia đình, nó đặt cho nền tảng là gì? Chúng ta phải dành thời gian cho nhau. Thì các bạn tập thói quen văn hóa ăn cơm chung đó. Đến cuối ngày, thường là bữa cơm chiều, thì các bạn đó dù có cơ hội đi xem phim, đi nghe nhạc, đi chơi bạn bè, là các bạn nam thì đá banh, các bạn nữ thì ngồi tụm ba tụm bảy, chúng ta hãy dành thời gian để ăn cơm chung với cha mẹ. Gần gũi đó nó làm cho cái tình thương yêu gắn kết được. Và hạn chế tối đa trong lúc ăn cơm đó là không có điện thoại thông minh, thậm chí tháo dây cái điện thoại bàn ra luôn, không mở tivi, không mở radio, tất cả dành thời gian cho nhau. Các bạn sẽ thấy cái không khí đó rất ấm áp, rất hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó rất là đơn giản. Rồi mình thảo ăn, nhường những cái phần cơm cho cha, cho mẹ. Ví dụ trong cái dĩa nó có bốn một món có bốn gấp. Mà tất cả có bốn người, mình có thích cái món đó được, mình cũng gấp một món thôi, một phần thôi, một lần thôi. Còn ba phần còn lại thì dành cho ba thành viên còn lại, chứ mình thấy ngon quá mình ăn hết rồi, thì làm sao gọi là thảo ăn được. Thì từ những cái thói quen nho nhỏ đó, các bạn để ý sinh hoạt chung, rồi đi chơi chung, rồi tâm sự giải bài những khó khăn, những gút mắt, những quan trái, để tháo mở đó, chứ không phải tâm sự để mà tìm đến cái sự hơn và thua, đúng và sai. Tất cả mọi cái đúng và sai đó nó làm cho gia đình tan nát hết. Phải đặt gia đình đảng là làm thế nào để có giải pháp cho tất cả cùng được hạnh phúc. Giải quyết vấn đề gì các bạn
nên đặt trên bối cảnh đó. Nếu các bạn hoan hỷ với đề nghị của thầy, cho một tràng pháo tay nào. Điều ba, yêu thương thầy cô giáo. Thấy các bạn đều cười, nghe đó, yêu thương thầy cô giáo là cười hết. Như vậy đó là một cái tình cảm rất là cao quý. Thực ra đó, yêu thương thầy cô giáo đơn giản lắm. Điều một, khi ngồi lớp học các bạn chăm chú nghe giảng bài. Thầy là giảng viên đại học, thầy là phó hiệu trưởng thường trực của Học viện Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nơi cách đây có 100 mét à. Và thầy cũng là giảng viên trường Đại học Học Sở Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên hội đồng khoa học của Viện Trần Văn Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì thầy tham gia giảng dạy nay là 22 năm à, cấp đại học. Thì đến ngày 20 tháng 11 đó, mặc dù là tu sĩ thì thầy không quan trọng quá về vấn đề này, nhưng mà các học trò đến thăm thì đó là cái niềm vui rất là lớn, niềm an ủi. Và nhất là ở Việt Nam tiền lương của giảng viên thấp lắm, giáo viên còn thấp nữa. Thầy quen rất nhiều các giáo sư giảng viên đại học ở nước ngoài và các thầy cô giáo ở nước ngoài, vì thầy đã đi 30 quốc gia rồi. Thì lương giảng viên của Việt Nam là một trong những nước thấp nhất và ít được quan tâm nhất. Thế mà các thầy cô giáo vẫn yêu nghề, yêu lý tưởng sống, yêu truyền trao tri thức, đứng lớp. Cho nên đó, các bạn chỉ cần chăm chú lắng nghe và ghi bài vở là đã làm cho thầy cô giáo đứng lớp được hạnh phúc rồi. Nó rất là đơn giản. Điều hai, có thái độ cầu học. Những gì không biết thì giơ tay đặt câu hỏi. Về phần này thì học sinh, sinh viên Việt Nam rất thụ động so với nước ngoài. Và nếu như chúng ta không đặt câu hỏi đó, thì về sau này khi đi làm việc chúng ta cũng với thói quen đó, không thể tạo ra cái mới được. Nhất là những giải pháp. Tại sao các tập đoàn lớn ta giàu mà các tập đoàn quốc gia thường dễ phá sản? Vì tập đoàn quốc gia ta không chọn những người giỏi nhất. Và người giỏi nhất khi lãnh đạo ta chỉ đặt cái gì đây? Về vấn nạn đó, các anh chị hãy cho tôi giải pháp, chứ đừng có giải thích. Vì giải thích ai không biết, nhìn vô đó trục trặc cái gì biết hết rồi, phải tìm giải pháp. Còn nếu như ai giơ tay lên là em tính phát biểu, nhưng mà phát biểu của em cũng gần gần giống như anh ta vừa nói, thôi vậy thì phát biểu làm gì nữa. Phải động não để tìm giải pháp. Như vậy đặt câu hỏi là cách để chúng ta hiểu đúng, hiểu sâu, hiểu có hệ thống. Và điều đó đã làm cho thầy cô giáo rất hạnh phúc. Tức là các bạn đã quan tâm đến bài giảng đó, đánh giá cao bài giảng đó, cái cống hiến tri thức đó cho cái bài đó, cho cái môn đó. Và thứ ba, các bạn phải nêu quyết tâm khám phá mới. Thì ở cái tuổi cấp 3 thì bắt đầu tác tâm sinh lý cho nó phát triển rất là mạnh. Kiến thức chúng ta bắt đầu nó giống như những cánh cửa sổ, giống như những hoa hướng dương đón lấy mặt trời tri thức vốn là vô cùng tận. Các bạn phải tập làm quen. Ở Việt Nam á, thì thư viện nó quá yếu. Còn ở nước ngoài thư viện nó là một yếu tố rất quan trọng để quyết định cái chất lượng đào tạo. Chứ các bạn phải vào thư viện để đọc. Ở Việt Nam là thư viện công cộng quá ít và sách nó không được nhiều. Thì cái thư viện Học viện Phép Văn Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó là thư viện lớn nhất nước Việt Nam, mới khánh thành là tháng 12 năm ngoái. Thì giai đoạn 1 á, thì dành cho tăng ni sinh ở trong đó. Giai đoạn 2 thì mở rộng, các bạn có thể vào đó đọc. Nó có nhiều lĩnh vực sách khác nhau, chứ không phải chỉ có Phật học không. Thì khi mà mình đọc các sách do những tác giả có chất lượng cao viết, các bạn mở ra được rất nhiều sự hiểu biết, và nó làm thay đổi cuộc sống của các bạn. Người Việt Nam chúng ta rất lười đọc sách, nhưng mà thích đọc tin tức, cho nên tán dóc nhiều, thị phi nhiều. Còn đọc sách đó, nó đi vào chiều sâu, đi vào tính khám phá. Như vậy
Nếu các bạn vừa học mà vừa có cái nhu cầu khám phá mới, mà ở trên trường lớp vì giới hạn của thời gian, thầy cô giáo không thể đi quá chuyên sâu, thì các bạn có thể hỏi trong những lúc ra chơi hoặc là về tự học thêm. Ba điều đó thôi các bạn đã làm cho thầy cô giáo mình được hạnh phúc rồi. Thì thầy may mắn á, từ lớp 8 cho xuống học lực cho mình, lớp 9 là thầy bắt đầu đi tu. Từ lớp 9 cho đến thạc sĩ, năm nào thầy cũng thủ khoa. Ngay cả vào đại học. Và thủ khoa là ở mức độ rất là cao, là nhờ cái tinh thần ham học thôi. Và để ham học á, thì thầy đặt ra cái tiêu chí á, khi vào lớp là luôn luôn ngồi bằng đầu, chứ không có ngồi mấy bằng sau. Về thầy lùn cũng có lợi thế đó, là em lùn quá cho em ngồi bằng đầu, chứ ngồi bằng sau không thấy được. Mà ngồi bằng đầu mình mới chủ động. Còn các bạn nào được sắp xếp thì dĩ nhiên phải có người trước người sau. Nhưng mà thầy đang nói cái tính chủ động của mình đó, ngồi đầu để chi? Để mình chăm chú nghe dễ hơn, cô giáo thầy giáo cũng dễ kêu mình nhiều hơn là những bạn hỏi sao. Tức là nói về cái thế chủ động đó, thì tự động chúng ta phải nỗ lực học cho tốt. Và nếu các bạn thấy ba góp ý đó là thiết thực, các bạn cho một tràng vỗ tay nào. Điều 4, yêu thương bạn bè. Đọc báo khi thấy một số bạn bị ảnh hưởng dẫn dắt bởi các phim ảnh thiếu chọn lọc, đã trải nghiệm trái cấm quá sớm, dẫn đến tình trạng người cùng hưởng thụ trái cấm đó phải ngồi tù vì hưởng thụ trái cấm với người vị thành niên. Thế hệ của các bạn ngày nay thì có phước hơn thế hệ của thầy. Lúc đó thì thế hệ của thầy là năm nay là U60, thì sau năm 75 đến năm 90 đó, thì đất nước chúng ta bởi cái chiến tranh lạnh do Mỹ dẫn đầu làm cho mình bị bế quan tỏ cả với khắp thế giới, phải ăn bo bo, phải ăn khoai mì. Vậy do đó phần lớn là không đủ dưỡng chất. Cho nên đó, thế hệ trong giai đoạn đó đó, rất nhiều gia đình có những đứa con còi cọc giống như thầy. Còn các bạn ngày nay đó thì dinh dưỡng rất là đầy đủ bởi cha mẹ mình khá giả hơn, cho nên cái chiều cao của các bạn đó được cải thiện và cao hơn cha mẹ của mình khoảng chừng 4-5 cm cho đến là 1 tấc 2. Các bạn thử đối chiếu, là nhất là các bạn nam á, đứng với cha của mình coi, mình thấy là mình cao hơn cha mình. Các bạn nữ đứng với mẹ mình thấy cao hơn mẹ mình. Còn các bạn nào mà không có cao hơn cha mẹ hoặc thấp hơn cha mẹ đó, là có thể là do lười ăn, xem á, giải trí nghe nhìn nhiều quá và lười thể dục. Yêu thương bạn bè đó thì phải đặt trên yếu tố nền tảng là sự trong sáng. Và các bạn gái phải biết thương yêu chính mình. Vì các bạn trai đó, khi mà dụ khéo lắm, ngọt lắm, ngon lắm, hấp dẫn lắm, nhưng mà khi có chuyện xảy ra rồi các bạn đó chuồn trốn hết, tổ vi thượng sách. Và cái tuổi này không phải là cái tuổi để chúng ta yêu. Tuổi chúng ta kết bạn trong sáng. Thông thường ở cái tuổi mà 18 cho đến 23, mặc dù tuổi đó đó, đối với nữ 18 là luật pháp cho phép lấy chồng, nam là 20 được phép lấy vợ. Nhưng ở cái tuổi đó, kinh nghiệm chưa có, kiến thức chưa nhiều, nghề nghiệp chưa thông, chưa có thể tự tạo dựng sự nghiệp được, thì việc lấy chồng lấy vợ chừng 2-3 năm là ly dị. Một mái nhà tranh hai quả tim vàng đó chỉ có trong tiểu thuyết, không có trong thực tiễn. Nếu có chỉ là 0.0000% thôi. Nên các bạn đừng vội lấy chồng sớm, lấy vợ sớm, phải tối thiểu có được bằng cử nhân.
cái kiến thức nền tảng để chúng ta lập nghiệp thành công. Cho nên đó, ở tuổi trung học các bạn đã bắt đầu yêu, và cái việc yêu đó không thể cấm được, nhưng mà các bạn phải biết tự chủ. Và các bạn nữ biết tự chủ chừng nào là mình thương mình, thương gia đình của mình và thương tương lai của mình, thương hạnh phúc của mình. Và các bạn nam, nếu quý mến các bạn nữ của mình thì cũng phải biết giữ gìn cho bạn nữ của mình. Và cái gì mà dễ dãi quá, dù sau này đó các bạn đủ tuổi trưởng thành, các bạn dâng hiến hết cho các bạn trai, các bạn trai phần lớn sẽ có suy nghĩ ngược lại, dễ dãi với mình chắc bạn này cũng dễ dãi với nhiều cậu trai khác, các bạn sẽ bị mất giá. Cho nên phải biết giữ. Giữ cũng là cái cách để tăng giá. Và giá trị đây không phải để làm màu mè, mà là để xây dựng cái sự hiểu biết một cách có nền tảng bởi nhiều hệ giá trị khác, chứ không phải chỉ có sự hưởng thụ. Tình yêu đến với nhau bằng sự hưởng thụ thì ra đi cũng bởi sự hưởng thụ đó không tạo ra sự hài lòng. Cho nên các bạn phải tăng cường các hệ giá trị khác. Do đó ở tuổi học trò đừng đi quá giới hạn. Vì bạn nữ tuổi vị thành niên mà đi quá giới hạn, các bạn tạo ra rủi ro cho những người khác vào tù ngồi. Rồi các bạn trai vị thành niên mà quan hệ nam nữ sớm quá, các bạn cũng thể tạo thành rủi ro cho những người lớn khác đi vào tù. Còn nếu các bạn ở tuổi vị thành niên yêu thương nhau, các bạn trải nghiệm quá sớm, các bạn tạo ra rủi ro phá nát hạnh phúc của cuộc đời của các bạn. Cho nên phải duy trì tình bạn trong sáng. Mà muốn như vậy đó thì đừng đi tới những cái chỗ mà đèn mờ, những cái chỗ vắng vẻ, những cái chỗ mà nhạc yêu thương gọi là dịu dạt, nghe một cái rồi đó là bủng rủng tay chân. Chúng ta phải đến những cái nơi mà có đông người, vào cùng thư viện đọc sách đó, rồi sinh hoạt chung ở những cái nơi đông người, có những cái giá trị có tăng cường sức khỏe thể chất, và nó giúp cho chúng ta có những cái kỹ năng sống, kỹ năng tương tác, kỹ năng hợp tác. Chúng ta phải đặt cái tình bạn trên những nền tảng đó thì về sau này các bạn sẽ không có hối hận. Mỗi năm á, Việt Nam có 300.000 ca phá thai ở trẻ em vị thành niên, và đẩy Việt Nam vào cái kỷ lục rất tồi tệ trên toàn cầu. Đó là phá thai ở những trung tâm có đăng ký hợp pháp. Còn việc phá thai ở những nơi không hợp pháp thì không thể tính đếm được. Như vậy, khi lỡ một cái chuyện gì đó bất trắc xảy ra, nỗi khổ niềm đau nằm chính yếu ở các bạn nữ. Và việc phá thai đó có thể dẫn đến rủi ro về sau này không thể sinh con được, cũng có thể rủi ro thương tật và tử vong. Do đó chúng ta phải đặt ra ở tuổi nào làm công việc đó. Tuổi các bạn là tuổi học, tuổi giải trí, tuổi tìm hiểu, tuổi học kỹ năng. Rồi đến lúc nào mà đến cái tuổi lập gia đình thì các bạn hãy tập trung về vấn đề đó. Chứ còn đặt sai bối cảnh tuổi, nó dẫn đến lỡ cỡ cuộc đời. Nếu các bạn quan hệ với lời cứu của thầy, cho một tràng pháo tay nào. Hai điều còn lại thì gộp chung là một. Đó là yêu thiên nhiên và yêu động vật. Thiên nhiên á, là môi trường chúng ta sống, hít thở. Thủ đô Delhi của nước Ấn Độ có diện tích lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh một chút xíu, nhưng có 18.000 công viên cho người lớn và hơn 500 công viên cho thiếu nhi.
Như vậy cái quy hoạch đô thị từ thời đế quốc Anh di đô về Đề Ly vào năm 1911 đã có một cái ảnh hưởng tích cực về cái quy hoạch môi trường và thiên nhiên sống cho người dân Đề Ly, Ấn Độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì rất ít các công viên, nhất là các công viên đẹp. Cho nên cái cơ hội giải trí gắn liền với thiên nhiên tại Việt Nam rất ít. Ở Nhật Bản diện tích đất rất ít, Hàn Quốc cũng tương tự, nhưng mà các công viên và sự giữ gìn đó, môi trường thiên nhiên núi, thiên nhiên rừng rất là tuyệt vời. Họ trồng cây đó là hoa anh đào, ba mùa còn lại thì nó xanh mương mướt, nhưng mà đến đó, cái mùa tháng 3 tức là mùa xuân thì hoa anh đào nở khắp nơi trên đất nước Ấn Độ, Nhật Bản rất đẹp. Cho nên đó, khi hòa quyện vào những cái thiên nhiên như vậy, chúng ta cảm thấy mình đó là được thư giãn liền, rũ bỏ hết các nỗi lo âu trong cuộc sống. Cái quy hoạch đó rất đáng được học hỏi. Họ có hơn 10.000 đường hầm để vượt qua các núi. Chúng ta mới có được mấy cái đường hầm trên toàn nước Việt Nam thôi. Chúng ta cần phải trải qua một cái giai đoạn khá dài với đầu tư rất nhiều tiền cho hạ tầng cơ sở Việt Nam được tốt. Tuy nhiên, nếu các bạn yêu quý thiên nhiên thì vào những ngày chủ nhật, các bạn có thể đó là đi đến những gốc cây, những cái khu rừng, những công viên, rồi những bờ sông, những bãi biển để chúng ta thư giãn và bảo vệ thiên nhiên đó sạch, xanh và đẹp bằng cách không xả rác. Nếu các bạn đã đi Nhật Bản và Hàn Quốc, các bạn sẽ thấy là thực tế họ không có nhiều các cái thùng rác công cộng ở ngoài đường phố. Mà thế thì tại sao lại không có rác? Từ thủ đô, các thành phố lớn cho đến vùng nông thôn, đi tìm một cái rác ở tại Nhật Bản và Hàn Quốc là rất hiếm. Tại vì ý thức giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường của người Nhật được đào tạo từ lớp mẫu giáo. Thế thì trong cặp táp của tất cả các bạn học sinh từ mẫu giáo trở lên đều có những cái dụng cụ thân thiện môi trường, đó là những cái bọc bằng giấy. Khi ăn sinh gươm xong, ăn bánh trái xong là bỏ vào cái bọc giấy đó và mang về nhà, bỏ trong thùng rác ở nhà mình. Còn Việt Nam mình đó là đi bỏ rác ra ngoài đường ở trước cửa nhà, rồi thậm chí bỏ ngay cái cống rãnh thoát nước nữa. Cho nên đi khắp nước Việt Nam chỗ nào cũng thấy rác. Là vì do ý thức và cái kỹ năng sống đó chúng ta chưa được quan tâm đúng mức. Cho nên các bạn cố gắng là hít thở không khí thiên nhiên, nghe tiếng chim to hót líu lo, rồi nghe các loài động vật với các loại âm thanh tự nhiên của nó, rồi hòa bình. Lúc đó các bạn không cần phải nói gì, chỉ nhắm mắt lại, nở nụ cười mỉm chi, liên tưởng cái miệng mình như là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười thôi. Các bạn cảm thấy rằng là khi còn được sống và sống khỏe, các bạn đang trải nghiệm được hạnh phúc và biết ơn cuộc đời này. Và buông hết mọi lời than vãn, than phiền, kêu ca, càm ràm, cằn nhằn, trách móc, cự nữ, cãi lộn, quăng ra khỏi đầu mình đi. Các bạn sẽ thấy là hạnh phúc vô cùng, và hạnh phúc từ những điều rất giản đơn. Hạnh phúc đó có tiền không mua được. Và khi hòa với thiên nhiên đó, thì thầy khuyên các bạn học cái công thức 4-6-7. Hít vào 4 giây bằng lỗ mũi, ngưng thở 6 giây, thở ra 7 giây bằng lỗ mũi. Đây là công thức thở 3 thì. Thì phương pháp thiền ở trong đạo Phật đó chủ yếu là kỹ năng thở.
Và để thở mang lại hạnh phúc đó, thì các bạn lúc thở vào 4 giây các bạn đếm 1, 2, 3, 4 và biết rõ tôi đang thở vào, tôi đang đếm. Các bạn quên chuyện quá khứ đi, để không hâm nóng nỗi khổ niềm đau lỡ có trong quá khứ, khép nó lại. Quên chuyện tương lai đi, để không lo lắng sợ hãi căng thẳng bất an về những chuyện chưa xảy ra. Thực tế đó, thì các nhà tâm lý học cho chúng ta biết 100 điều chúng ta lo nó chỉ có khoảng 5 điều có hiện thực thôi, còn 95 điều là không có. Như vậy chúng ta phần lớn là lo dư thừa. Và ngộ nhận khi đánh đồng nỗi lo với trách nhiệm, càng lo nhiều chừng nào các bạn càng khổ chừng đó. Còn trách nhiệm là chúng ta gánh vác và thực hiện đó một cách có hiệu quả và không kèm theo nỗi lo. Và cùng hít thở, đang nín thở đó, thì bắt đầu trượt khí trong cơ thể nó được đưa ra. Và ở tận đan điền là trượt khí nhiều nhất. Nếu chúng ta không ngưng thở thì cái trượt khí ở đan điền đó nó không được đẩy lên trên bụng, từ bụng đẩy lên trên ngực, từ ngực đẩy ra thanh quản, từ thanh quản đẩy ra khoang mũi đi ra bên ngoài. Đó là lý do tại sao phải ngưng thở. Và thở ra 7 giây để không còn trượt khí nào nó nằm bên trong. Các bạn cứ tập trung hơi thở, đếm hơi thở như vừa nêu với công thức hít vào 4 giây, ngưng thở 6 giây, thở ra 7 giây. Nếu các bạn đang giận dữ, chỉ cần làm 3 lần như thế thôi, cơn giận tan biến. Nếu các bạn đang hồi hộp lo âu, tim đập phịch, các bạn hít thở trong vòng 2 phút thôi, không còn nữa. Nhất là trong lúc ngồi trong phòng thi, các bạn khi mà chờ cái chuông báo để mở đề ra, các bạn chỉ nhắm mắt lại, hít thở, không lo lắng gì, càng lo càng quên, nó bị ức chế thần kinh. Các bạn chỉ tập trung vào hơi thở, tự động nó nhớ vanh vách, nó nhớ rành mạch, nhớ từ đầu chí cuối. Nghe làm bài rất là tốt. Thì công thức thở đó áp dụng trong hai tư thế ngồi hoặc là tư thế nằm. Còn trong lúc đi thì các bạn chỉ thở hai thì thôi, hít vào và thở ra, và hít vào lỗ mũi, thở ra bằng miệng. Trong lúc chạy cũng như thế. Lưu ý trong lúc đi, nhất là đi lên thang máy và chạy, không được đeo khẩu trang. Cái đó làm cho các bạn dễ bị trụy tim, đột quỵ. Vì lượng oxy trong lúc chạy, vận động đó, nó cần rất nhiều để đua não và tim. Bịt khẩu trang lại là không đủ oxy vào bên trong cơ thể. Như vậy là hít thở sâu như thế, ở trong một cái không gian thiên nhiên, các bạn sẽ phục hồi sức khỏe rất là tốt, rất là nhanh. Đang căng thẳng, đang mệt, đang khổ đau, đang hờn dỗi, tập thở hết. Làm thử đi, cái này đó là phi tôn giáo. Rồi đối với yêu động vật, thì trong nhà nếu đã có nuôi chó, nuôi mèo, tình thương yêu dành cho chúng, các bạn phải cam kết tôi không giết chó, không giết mèo, không ăn thịt chó, không ăn mèo. Việt Nam hiện nay là một trong 3 quốc gia ăn thịt chó nhiều nhất thế giới. Hàn Quốc là nước cũng ăn nhiều như Việt Nam. Nhưng bây giờ luật pháp Hàn Quốc đã nghiêm cấm triệt để, còn luật pháp Việt Nam thì chưa nghiêm cấm. Con chó là con vật rất trung thành, đóng góp bảo vệ của, bảo vệ tài sản, và rất là hoan hỷ đồng hành với lại chủ nhân. Mình ăn chó tức là giống như mình giết đi một người bạn. Nên các bạn phải tập thói quen là không ngược đãi với động vật, mà phải thương yêu động vật. Ở Anh á, ngược đãi động vật là ở tù. Mà nhiều quốc gia tiên tiến người ta cũng phạt tù. Còn các lò giết mổ mà ngược đãi động vật cũng phải bị phạt tù. Giết mổ phải đúng với quy trình luật pháp đặt ra. Còn đạo Phật thì nói rằng đó là các loài động vật có quyền bình đẳng sự sống như chính con người. Cho nên đạo Phật đại thừa khích lệ ăn chay để thể hiện lòng thương yêu. Và khi chúng ta thương yêu loài động vật được á, thì không có lý do gì chúng ta không thương yêu con người. Đó là yếu tố rất quan trọng để góp phần tạo ra hòa bình. Không chiến tranh, không giết chóc, không thương tổn, không bạo lực, không bạo động,
và lấy mình làm bối cảnh, đặt mình trong cái tình huống đó. Nếu mình bị giết, bị đánh, mình có khổ không? Chắc chắn là có. Thì các loài động vật khác cũng vậy. Các loài động vật chưa phát triển được ngôn ngữ như con người, chứ nếu mà cái ngôn ngữ của loài động vật phát triển và con người hiểu được á, thì có lẽ là chúng ta đang bị mắng chửi vì sự ngược đãi chúng, giết hại chúng. Cho các bạn tập thói quen, nếu như các bạn ăn thịt cá, nôm na gọi là ăn mặn. Ăn mặn là cái từ đồng trại âm của ăn mạng, gọi đủ là ăn mạng sống. Và đồng trại âm riết thành ăn mặn. Ăn mặn nó cường điệu, cường độ muối thôi, còn ăn mạng nó mới đúng. Thì các bạn nói cha mẹ, nếu các bạn làm đầu bếp á, thì mua các con vật đã được giết sẵn rồi, chứ đừng có về cắt cổ, thọc huyết, tự ta mình làm thịt. Đó là tội sát sanh. Các bạn có thể không tin nhân quả, nhưng mà việc giết một con vật đang sống nhìn thấy ớn lắm. Cho nên mua con vật đã được giết rồi. Người châu Âu, người châu Mỹ và những quốc gia tiên tiến, họ không trực tiếp giết, họ nhập khẩu các loại thủy hải sản tươi sống ngon nhất từ các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Như vậy cái nghiệp sát của họ rất ít. Còn người Việt Nam và những nước có vùng duyên hải lớn, lương á, của cái nghề đó không cao, nhưng mà nghiệp tạo ra từ việc giết hại động vật rất là lớn, thọ bệnh tật và nhiều hậu quả xấu khác. Cho nên chúng ta cân nhắc cái đó. Và ai ăn thịt cá thì nên mua các con vật đã bị chết sẵn rồi, mình có giết không giết nó cũng đã chết. Đó là cách chúng ta hạn chế nghiệp và mở lòng thương yêu, sự tử tế. Thưa các thầy cô giáo, các phụ huynh học sinh và các bạn trẻ nói chung, kính chúc thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, các thầy cô giáo thêm một năm mới được thân khỏe tâm an, vạn sự hanh thông, và nhất là sự nghiệp trọng người đó được thành công mỹ mãn. Vì đó là điều rất cao quý, và nó tạo ra sức mạnh quốc gia. Và chúc các bạn học sinh hãy sống các giá trị cao quý, nhất là đam mê trong việc học, và biết khám phá những điều mới trong việc học, và biết ứng dụng việc học trong đời sống thực tiễn. Đó là cách mà các bạn là thể hiện sự đền đáp công ơn của cha mẹ sinh thành và công ơn của thầy cô truyền trao tri thức. Chúc tất cả được an lành. Và bây giờ thì thầy sẽ